với ông La Đức Toàn, thôn Tiến Thành, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. Cùng với việc cấy lúa, trồng ngô, gia đình ông cũng phát triển nuôi lợn đen thương phẩm từ nhiều năm nay, chủ yếu làm lợn quay, mỗi con chỉ tầm 20-25 kg. Từ đầu năm 2023 đến nay, gia đình ông Toàn đã xuất bán gần 60 con lợn, thu hơn 100 triệu đồng. Hiện trong chuồng còn trên 30 con, trong đó chuẩn bị xuất bán tiếp trên 20 con. Hàng ngày phải vệ sinh chuồng trại, rồi một tuần phải vệ sinh này, phun thuốc khử trùng này, rồi khói vôi vào xung quanh chuồng trại. Nếu mà không có dịch bệnh ấy, thì dự tính của tôi là tôi nuôi nhiều nữa. Việc phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung trang trại hay trong các hộ gia đình được các cấp các ngành huyện Vị Xuyên khuyến khích phát triển theo hướng chăn nuôi hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 22 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô từ 50 con đến 500 con, góp phần nâng tổng đàn lợn của huyện lên trên 112.000 con, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.